lên sóng với anh em một mùng tàn của hãng On Kiều. Còn thiết kế dạng đốc nhìn khá là đẹp. Anh em bày có thể bày ở cái bàn làm việc đấy, hoặc là bày các cái kệ TV nhỏ rất là đẹp, ok nhá. Thiết kế vát đẹp đấy, loa hình bầu dục đấy. Con này thì bán các bác chức năng chơi điện thoại, máy tính và TV có jack 3.5. Còn các phần về đĩa của con này thì nó không hoạt động, thì em xin phép bỏ qua về phần đĩa nhé. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ quay luôn hình thức cụ thể luôn, quay sát gần luôn để cho anh em nhìn kỹ hơn về bộ sản phẩm này các bác nhé. Đây là bộ sản phẩm của hãng On Kiều. Đây em sẽ quay lần lượt từng loa một cho các bác nhìn đấy. Đấy, các bác chạy xước ra vận chuyển là có các bác nhé. Cho nên là em con này sẽ để giá cực tốt cho anh em mình chơi. Đấy. Con này thì sẽ thiên nhiều về trung âm và các dòng nhạc trữ tình, chơi nhạc nhẹ nhàng rất là tí tách và hay. Đấy. Thiết kế loa và âm ly thiết kế kiểu dạng đốc. Đốc đứng này nhìn rất là đẹp này. Đấy. Mặt phay nhôm. Các nút thì chỉnh ở đây nhá. Nút bật nguồn thì anh em sẽ bật nguồn cho em ở nút này. Đây. Còn volume tăng giảm đây nhá, lên xuống ở đây. Đấy, con chuyển về chế độ anh em chơi điện thoại, máy tính hoặc Bluetooth hoặc TV này này. Thì các bác chơi ở chế độ nó ghi là HDD. Thì anh em sẽ ấn nút mũi tên như này. Đây nút mũi tên này. Để sao để cho nó cái đèn này này nó về cái đèn đỏ nó chạy về chế độ là HDD nhá. Đây. Thì anh em sẽ chơi điện thoại máy tính nhá. Đấy, đơn giản cách dùng mỗi thế thôi. Còn các cái khác anh em không quan tâm nữa, cho đỡ đau đầu nhá. Và anh em về anh em tự mò tự nghiên cứu. Đấy. Đây loa đây. Đây. Âm ly đây. Đúng vậy. Đây. Đấy. Hình thức thì nó không xuất sắc lắm cho nên là giá sẽ để vô cùng tốt cho anh em. Ở phía sau thì sẽ có cổng cắm nhá, anh em chú ý nó có hai cổng giống nhau. Cắm hàng bên phải cho em nhá. Đấy. Đây là anh em nhìn rõ này. Cắm hàng bên phải nhá. Đấy, hàng nó ghi chữ là táp nha các bác nhá. Dọc này nha, còn dọc bên này không cắm nhá. Đấy. Dây loa đều đúng màu cho em, đen vào đen, đỏ vào đỏ. Đấy, như thế thôi anh em về anh em đấu vào là chơi. Cắm nguồn điện 100V. Và hiện tại nó kết nối cục Bluetooth này các bác nhá. Các bác có thể chơi thẳng với TV cả điện thoại thì cắm thẳng cái jack 3.5 này. Đấy, vào thẳng điện thoại cũng được. Thì nếu như điện thoại của anh em có cổng 3.5. Còn đây là điện thoại em mà không có cổng 3.5 thì em sẽ cắm qua cái cục Bluetooth để anh em chơi. Đấy, thì tiếng mình sẽ chơi không dây luôn, như em đang chơi rất là tiện lợi này các bác này. Thêm một chút chi phí thôi, mình chơi không dây thì rất là tiện lợi. Bộ sản phẩm này thì Trung Kiên Audio đang giao lưu với giá là 860.000 đồng. Đấy, 860.000 đồng các bác nhé. Ngoài ra thì bên em còn một con nữa, con này thì nó chảy, nó gọi là chảy hơn một tí thôi. Đấy, con này thì em đang bán với giá là 800. Đấy, còn con này là 860 thì các bác lấy con nào cũng được nhé. Đấy, chênh lệch hình thức không đáng kể đâu, 19-10. Đấy thì bác nào nhanh tay chịu chốt con này, còn bác nào mà chốt sau thì có thể chuyển sang lấy con này cũng được. Đấy, con này là 800. Đấy. Con này là 860 các bác nhá. Rồi ok, giá bán là chưa có phụ kiện đâu anh em, chú ý cho em nhá. Bác nào mới tập chơi dàn mà chưa có đổi nguồn dây jack hay Bluetooth hay chưa có cái gì, các bác mua thêm cho em sau nhá. Còn giá bán là giá dàn. Đấy, anh em mua hàng chuyển khoản đủ đấy bao phí ship. Còn các bác mua hàng chuyển cọc thì các bác giả tiền phí ship, đấy đơn giản thế thôi. Phí ship của con này nó khoảng độ chắc khoảng độ 65-70.000 thôi. Rồi bây giờ thì xin mời anh em cùng nghe chất âm của bộ sản phẩm các bác nhé. Các bác mua hàng đặt hàng các số Zalo để trên tấm biển này các bác nhé. 0975 575 262. Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm, gian lao những lòng. Cái test một bài rumba các bác nhé, nghe cả tiếng bass luôn. Làm việc thì rất là thích hợp luôn. Chuyện hoa sen bên đường đồi, ngày khi thơ anh hay đùa, mai sau anh cưới em làm dâu. Trôi tôi xa rời,